Trong cái bài ngày hôm nay ấy thì tôi xin nói về cái khái quát cái hệ thần kinh trung ương của chúng ta. Hệ thần kinh trung ương của chúng ta ấy, được phân làm hai phần, làm hai hai bộ phận chính, đó là não và tủy sống. Các dây thần kinh được nối với các tủy sống này. Đấy. Ở đây thì cột sống này, cột sống nó gồm có nhiều tủy sống được nối với nhau và nó nối với bên trong. Nó nối với hành não, từ đó nó nối thông với cái tiểu não và đại não này. Đấy. Và ta vào từng phần nào, vào từng phần cụ thể nhé. Đầu tiên là tủy sống, thì tủy sống ấy, ta sẽ có là nó có hơn 30 đốt sống đặt tương ứng với từng vùng, ví dụ như là đốt sống cổ, đốt sống lưng, đốt sống thắt lưng. Đấy. Vậy thì cái khi ta cắt ngang cái tủy sống ta sẽ thấy được cái gì? Thấy được cái gì? Tua nhé. Đây là cấu trúc của một cái tủy sống. Chất trắng ở bên ngoài đúng không? Bên trong là chất sáp. Cấu trung tâm nó lại ở phía trung tâm. Nó có phân làm phần trước và phần phần sau. Phần sau thì nó có nối với phần trước và phần sau nó đều nối với cái dây thần kinh. Phần trước không 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 có đấy, dễ trước và dễ sau đấy. Lúc đó thì khi mà cắt ngang ra ta thấy là một chiếc sáo có tổng cộng là bốn sừng, hai sừng thì bao bọc xung quanh là chân trắng, phía trước có khe lông. Tủy sống thì mỗi đốt tủy sống thì gồm hai sừng trước, và sau phát ra hai đĩa trước và hai đĩa sau. Còn về cấu tạo thì chất xám là gồm các sợi không có bao nhiêu liên tạo lên, mặc dù là nó đều có là thân neuron. Chất xám thì nó gồm các sợi thần kinh có bao nhiêu liên tạo lên và hợp thành từng bó. Yếu tố tiếp theo là não bộ. Não bộ thì nó gồm là thân não, đại não, tiểu não não trung gian đúng không? Thì ở đây ta quan sát thấy nó gồm có tuyến yên là một này, cầu não này, hành tủy này, cuống não này, tiểu não này, não giữa các gian não thấp này. Ở đây thì do mình nhìn một góc thôi cho nên mình chưa thấy được hai đại não và tiểu não cũng như mà trung gian chưa nhìn rõ được. Tạm thời mình đọc cái này nhé. Và đó là cái cơ quan chủ yếu nó điều hành cái thần kinh ngoại vi của chúng ta. Ở đây thì ta cũng phải quan tâm đến cấu trúc phân tầng của não bộ nữa. Cấu trúc phân tầng của não bộ ta thấy là một tùy sống là một thân não. Thân não thì gồm có hành não và tủy não đúng không? Nhầm, hành não và cầu não. Thân não gồm hành não và cầu não. Còn não trung gian ấy, não trung gian ấy nó gồm là vùng đầu tiên, nó gồm là đầu tiên đúng không, vùng trên đồi, vùng dưới đồi này, đầu tiên này, vùng trên đồi này, vùng dưới đồi này, vùng trên đồi đó rồi. Ở đây nó không có chú thích từ vùng trên đồi, vùng dưới đồi này người ta gọi là tuyến yên. Và vùng ngoài rồi. Đây. Cấu trúc phân tầng não gồm có tủy sống là một này. Thân
Phần não là gồm có hành não và cầu não là hai này. Não trung gian thì gồm có vùng trên này, vùng trên đồi, vùng dưới đồi và vùng ngoài đồi này. Theo đó là đại não và tiểu não. Vậy thì ở cái bài ngày hôm nay chúng ta sẽ nắm được hai ý cơ bản. Một ý là hệ thần kinh trung ương thì nó bao gồm là tủy sống và não bộ, đúng không? Não bộ thì cấu trúc phân tầng nó gồm có não trung gian, đại não, tiểu não và thân não. Còn yếu tố thứ hai là trong cái khái quát hệ thần kinh trung ương là tủy sống. Tủy sống thì đã gồm có hai ý chính. Một ý là ta cần phải nắm được là có ba yếu tố sống được phân chia dựa trên yếu tố nào, cách khi mà ta cắt ngang một tủy sống thì nó như thế nào, cấu tạo một cái tủy sống ấy. Thì hai để trước và hai để sau, đúng không? Nó cấu tạo bởi chất xám là gì và chất trắng là gì, đúng không? Ta cần phải nắm rõ những yếu tố đó.